xin các oan hồn đừng lang thang như những bóng mây, hãy theo khói nhang về lại các ngôi nhà, hãy lắng nghe lời cầu mong xin được tha thứ của tấm lòng chúng tôi. Xin các oan hồn hãy khóc nấc lên như những giọt mưa. Xin rút bỏ những oán thù sâu nặng và cho phép chúng tôi được kết nghĩa bạn bè. Những công dân ưu tú của Hàn Quốc đến đất nước này cầu nguyện cho các oan hồn Việt Nam, những người cha, người mẹ, những ông già, bà cả và những đứa trẻ chưa hề biết đến tuổi trưởng thành đã bị chết một cách tức tưởi, oan uổng do binh sĩ Hàn Quốc đã gây ra trên mảnh đất này. Họ là những người đang chịu tội thay cho thế hệ đi trước. Họ cầu xin nhân dân Việt Nam hãy tha thứ cho những lỗi lầm đã qua để tâm hồn họ bớt đi phần nào day dứt. Không một người Việt Nam nào hiểu được nội dung và lời nguyện cầu của họ. Nhưng cần gì phải biết được tất cả, người ta mới có thể cảm thông được nỗi lòng của nhau. Hãy tin vào những giọt nước mắt, bởi đó là sản phẩm của tâm hồn. Không phải tự nhiên và cũng không phải ngẫu nhiên mà những công dân Hàn Quốc có mặt tại Việt Nam để tổ chức lễ cầu siêu và tưởng niệm những oan hồn lương dân Việt Nam như thế. Câu chuyện được bắt đầu từ những năm cuối thập kỷ 90 khi Ku Su-yang, sinh viên Hàn Quốc đến Việt Nam theo học khoa sử Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Ku Su-yang đến Việt Nam để tìm hiểu lịch sử của dân tộc Việt, dân tộc có nhiều nét tương đồng với dân tộc của cô. Sau khi đã đến tìm đường đến cái vùng hương liệu giàu có ở Đông Nam Á, Ku Su-yang muốn tìm hiểu một điều đơn giản nhất rằng Việt Nam có nghĩa là gì, bằng cách nào mà người Việt Nam đã liên tục chiến thắng những kẻ thù hùng mạnh nhất, giữ gìn được độc lập tự do cho tổ quốc. Cô muốn tìm hiểu những điều sâu thẳm, những kinh nghiệm mà người Việt Nam chịu đựng trong chiến tranh để có thể tồn tại một cách kiêu hãnh và dựng xây đất nước của mình. Ở Việt Nam, Ku Su-yang đã có thêm những người thầy mới và những người bạn mới. Qua tham khảo tài liệu, sách báo, qua những câu chuyện hàng ngày, cô được biết là có những vụ thảm sát hàng loạt dân thường do binh sĩ Hàn Quốc thực hiện tại miền Trung Việt Nam. Từ những lý do ấy, Ku Su-yang trình bày với thầy Hồ Sĩ Khoách, giáo sư hướng dẫn về việc cô tập trung nghiên cứu làm luận án tốt nghiệp cao học sử với đề tài Hàn Quốc và sự can dự trong chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam. Ku Su-yang kể với chúng tôi rằng thời ấu thơ, cô từng được nghe nhiều binh sĩ Hàn Quốc nói chuyện chiến đấu ở Việt Nam. Cô coi đó như là những đoạn phim chẳng ăn nhập gì với sở thích của cô. Bây giờ, được tiếp cận những thước phim tư liệu, cô cảm thấy đau lòng. Nhưng muốn biết sự thật diễn ra như thế nào, mức độ, hậu quả ra sao, cô phải đến tận nơi, phải nghe, phải nhìn mới có thể kết luận được. Ku Su-yang bắt đầu tiếp cận thực tế bằng những chuyến đi thu thập tài liệu theo cách riêng của cô.
tìm lại sự thật của chiến tranh đã đi qua hơn 30 năm trên một đất nước đã được hàn gắn, quả là một việc làm vất vả, đòi hỏi cô phải có lòng kiên nhẫn hơn người. Cô Su Yang tin rằng sự thật không bao giờ có thể bị biến mất mà không để lại một dấu vết nào. Sự thật có cách tự bảo vệ và luôn tồn tại ở đâu đó một cách thần bí. Nếu có sự thật thì nhất định nó sẽ lên tiếng. Cô Su Yang đến tỉnh Phú Yên. Người dân ở đây không thích thú gì khi phải nhắc lại những sự kiện đau buồn mà binh sĩ Hàn Quốc đã gây ra trên quê hương của họ, nhất là vào một thời điểm quan hệ Việt-Hàn đang trở nên thân thiện. Nhưng sự thật là sự thật. Vào ngày 2 tháng 1 năm 1966, binh sĩ Hàn Quốc đã tàn sát hơn 300 dân thường tại Hòa Hiệp Nam. Riêng xóm Đa Ngư đã có 45 người bị giết. Cô Su Yang gặp bà Lương Thị Phơi, người có 3 con bị giết. Bà Phơi kể rằng bà bị thương, ngất đi bên cạnh xác các con mình. Tấm bia căm thù của làng phần nào đã nói lên sự thật khủng khiếp ấy. Những người dân Phú Yên chỉ đường cho cô đến núi Hiểm. Tại đây, trong một thời gian dài, binh sĩ Hàn Quốc đã bắt hàng trăm thường dân từ nơi khác đem ra đây bắn và bỏ xác quanh núi. Hiện vẫn còn hàng chục ngôi mộ tập thể nằm rải rác trong vùng. Qua những buổi làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh, Cô Su Yang được biết đã có hàng chục vụ thảm sát tập thể thường dân xảy ra ở đây. Chỉ riêng tỉnh Phú Yên, số thường dân bị giết lên tới 1.729 người. Trước hết cần khẳng định rằng việc quân đội Hàn Quốc thảm sát dân thường Việt Nam ở tại tỉnh Phú Yên trong thời kỳ chiến tranh đó là một thực tế. Việc thảm sát đã diễn ra dưới nhiều hình thức, có thể là tập trung cả làng rồi xả súng vào bắn, rồi cũng có thể là hãm hiếp phụ nữ và thảm sát lễ tế. Điều đó xảy ra ở khắp tất cả những cái vùng mà quân đội Hàn Quốc tác chiến ở Phú Yên. Bằng chứng rất là hiển nhiên, bây giờ có cả những người còn sống và những nấm mồ đã mất. Và đặc biệt theo tập quán của người dân Phú Yên đã hình thành những cái tục lệ gọi là đám giỗ đại hàn, tức là cả làng bị giết chết và cả làng giỗ những người đã chết. Đấy là một thực tế lịch sử không thể chối cãi. Cô Su Yang đã đi nhiều nơi trên dải đất miền Trung. Cô đã nghe, đã nhìn và đã khám phá. Cô không sao có thể hình dung được, chỉ trong trận càn vào ngày 26 tháng 2 năm 1966, binh sĩ Hàn Quốc đã giết 1.005 người tại xã Bình An, Tây Sơn, Bình Định. Chỉ riêng khu Gò Dài đã có 380 người bị giết. Hiện còn 13 điểm thảm sát từ 60 đến 80 người nằm rải rác trong huyện. Cô Su Yang có trong tay danh sách số người bị giết ở Bình Định là 1.581 người. Cô Su Yang tìm đến gia đình ông Nguyễn Văn Gió ở Tây Vinh. Ông Gió có hai con nhỏ và bà mẹ bị thương trong trận càn đó. Bà Gió kể với cô: giờ là tôi thấy cái hầm đó là một số người chết, một số người bị thương nhiều lắm, mà tôi mất hồn, tôi cũng biết là ai với mấy người.
Mà đấy là tôi vô tôi dồn là tôi thấy con tôi ấy, đứa lớn là coi như là chết rồi, là nó mất cái mặt nó với đầu nó là mất hết một nửa, tàn thôi một nửa. Rồi còn cái thằng em nó là nó trúng cái mũi đạn giữa cổ á, nó nằm như nó ngủ. Rồi tôi mới về tôi lấy chiếc chiếu lên tôi trái ra, rồi tôi ẵm mấy thằng đó tôi đỡ vô, tôi ẵm con em con chị nó tôi đỡ lại, rồi tôi đi kiếm chừng miếng thịt đó tôi ghép lại tôi đỡ vô cho nó. Rồi tôi mới đi đi năn nỉ người ta, nó tới nó liệm giùm, rồi đem chôn nó. Rồi sáng nay tôi đem bà già đi nhà thương, thì cứ càng ngày tôi nhớ con tôi thì tôi đang tức cái tôi đang khóc luôn vậy. Chăm thù lấy cho mà giờ tôi có biết nói làm sao. Đó là tất cả những gì mà binh sĩ Hàn Quốc đã đem đến cho quê hương ông và gia đình ông. Cu Su Yang không biết nói gì để có thể an ủi những người dân phải gánh chịu những mất mát to lớn này. Cu Su Yang đã từng vui chơi với các em thiếu nhi ở đây. Cô cảm thấy thật kinh hoàng và không thể hiểu nổi là vì sao người ta lại có thể xả súng vào những đứa trẻ hồn nhiên như thế. Tại Bình Định, Cu Su Yang đã nhìn thấy những tấm biển bằng đồng mà binh sĩ Hàn Quốc kể công về việc xây dựng một công trình văn hóa tặng nhân dân Việt Nam. Có lẽ trên đời này không có sự hài hước nào hơn thế. Cu Su Yang đến làng Nho Lâm, huyện Tuy Phước. Tại đây, vào ngày 26 tháng 3 năm 1966, binh sĩ Hàn Quốc đã thảm sát 140 thường dân vô tội tại một bãi hoang, nguyên xưa kia là một ngôi miếu giữa đồng. Cô đã gặp ông Nguyễn Chớ, người có 13 thân nhân bị giết. Ông Chớ kể với cô. Sau cái sự tám sát của Nam Thủy Tiên á, thì là dân làng của địa phương cũng như các nơi đã bị là báo mạng 140 người. Vì lẽ đó cho nên là khi các đêm sau, đó là các trẻ con á, nó cứ nó khóc đêm, nó vì nó sợ. Cho nên là gia đình có la và cái ham dạ nó nín đi, chứ không là để hàng nó sẽ đó nữa đi. Thì các cháu đó nó sẽ nín. Đó cũng là tất cả những gì mà binh sĩ Hàn Quốc đã để lại trong tâm hồn trẻ thơ Việt Nam. Đó cũng là những tấm bia được truyền đời cho các thế hệ. Ai có thể biết được giữa bia lòng và bia đá, tấm bia nào tồn tại lâu hơn? Cu Su Yang đi mãi miết, như thể các oan hồn dẫn dắt cô đi. Cô đã đến Diên Niên, Hà Tây, Phước Bình và nhiều nơi thuộc huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Cô đã gặp nhiều nạn nhân sống sót và được nghe không biết bao nhiêu chuyện đau lòng. Bà Nguyễn Thị Mai ở làng Phước Bình đã kể với cô. À, chuyện chị Ngọc thì có mà. À, được. Là kể cái chuyện chị Ngọc là nó bắt tập trung lạ. Nó đi nó tập trung một đống dân, nó lỡ nó mới gặt cái đầu chị Lây. Nó nắm cái đầu tóc nó gặt lên cái chị nó mới nắm cái ta. Nắm cái đầu ta chị nó lâu đi. Nó lâu đi thì chị trì lại chứ không chịu. Chị không chịu từ nó lâu bừa chị ra ngoài chỗ gần đánh cái chỗ dân đi. Thì nó mới hiếp dâm chị. Chồng nó hiếp dâm xong rồi vậy thì nó đem lỡ thì chị lỡ thì chị ngồi chị gục cái đầu chị xuống miết. Chị không thở nổi. Nó thả chị Ngọc ra thì quần áo nó xé hết, xé không còn nữa. Sau ngày đau thương đó, chị Lê Thị Ngọc đã lên đường đi chiến đấu. Vào tháng 10 năm 1969, trong một trận càn của Mỹ, chị đã hy sinh. Trước nhân chứng và sự kiện, Cu Su Yang vô cùng xấu hổ. Cô chỉ còn biết thắp nhang trước nấm mồ người quá cố và cầu xin được tha thứ. Cu Su Yang đã gặp hàng trăm nạn nhân sống sót trong những vụ thảm sát tập thể do binh sĩ Hàn Quốc thực hiện. Dường như họ đóng quân ở đâu là nơi đó có dấu vết của tội ác.
là một dân tộc bị nước ngoài đối xử tàn nhẫn, bất công, nên người dân không thể không nhớ mọi chuyện. Họ luôn nhớ, nhớ mãi mãi. Cu Su Yang đến Bình Hòa, Bình Sơn, Quảng Ngãi. Nơi đây, vào ngày 5 và 6 tháng 12 năm 1966, binh sĩ Hàn Quốc đã thảm sát 436 thường dân. Tại làng Đồng Kho có tới 131 người bị giết. Những người sống sót kể rằng máu của người vô tội chảy ướt đẫm cả cánh đồng. Cu Su Yang đã gặp anh Đoàn Nghĩa, xóm Đồng Trung, người hy hữu sống sót trong trận càn ấy, lúc anh mới được 8 tháng tuổi. Anh sống được là nhờ mẹ anh đã che đạn cho anh. 3 ngày sau, người ta mới tìm thấy anh thoi thóp bên xác mẹ, nhưng mắt đã bị mù. Biết Cu Su Yang rất khổ tâm, anh Nghĩa đã an ủi cô bằng tiếng đàn mộc mạc. Cu Su Yang tâm sự với chúng tôi. Chiến tranh đã rời xa, những vụ thảm sát đã lùi vào dĩ vãng. Nhưng những ký ức về lính Đại Hàn thì vẫn còn đó trong lòng người dân. Tôi không bao giờ có thể quên được những câu chuyện của hàng trăm nạn nhân đã kể với tôi. Điều đáng nói là họ lại đón tiếp tôi, một cô gái nước Hàn, với nhiệt tâm và ấm nồng tình nghĩa. Không những thế, họ lại còn an ủi tôi. Tất cả những điều đó làm tôi vô cùng xấu hổ. Tôi luôn nghĩ là phải bằng cách nào đó nói lên sự thật này. Sau những chuyến đi dài ngày, Cu Su Yang trở về thành phố. Cô soạn lại hiện vật, tài liệu qua các chuyến đi. Một lần nữa, hình ảnh những oan hồn lại hiện về trong cô. Họ di chúc cho cô phải nói lên sự thật này, nếu không, rất có thể lịch sử sẽ lại tái hiện ở một nơi nào đó. Cu Su Yang viết bài nhớ lại các oan hồn Việt Nam, tố cáo những tội ác mà binh sĩ Hàn Quốc đã gây ra cho thường dân vô tội. Cô viết báo không phải để bêu xíu dân tộc mình, mà là để cho dân tộc mình được kính trọng. Cô muốn đất nước cô rút ra được những bài học từ sai lầm của chính mình. Bài viết của Cu Su Yang được in trên tờ Hankyore 21 và gây chấn động cả nước Hàn. Hàng ngày, cô nhận được hàng chục lá thư điện tử từ nhiều nơi trên thế giới bày tỏ xúc động và biết ơn đối với cô. Ngay sau khi đọc xong bài báo, bác sĩ Jung Chang-gun và bác sĩ No Eun-hee đã bay sang Việt Nam. Họ không chỉ đến để tìm hiểu sự thật, mà còn để chuẩn bị cho việc đem thuốc men, dụng cụ y tế đến chữa bệnh cho nhân dân tại những vùng xảy ra thảm sát. Cu Su Yang đã đưa họ tới những nơi mà cô đã từng đi, gặp những người mà cô đã từng tiếp xúc. Tại Diên Niên, bà Phạm Thị Mẽo kể cho họ nghe về vụ thảm sát 112 thường dân do binh sĩ Hàn Quốc thực hiện trên quê hương của bà. Bản thân bà cũng bị thương và thoát chết trong gang tấc. Trước những sự thật đau lòng ấy, họ chỉ còn biết cúi đầu tạ tội. Sau chuyến đi ấy, vào ngày 11 tháng 3 năm 2000, Jung Chang-gun và No Eun-hee
đã đưa đoàn bác sĩ của Hiệp hội Nha khoa Hàn Quốc sang Việt Nam chữa trị cho nhân dân huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Ông Shin Dong Keun, Chủ tịch Hiệp hội nói với chúng tôi. Cuối năm ngoái, tạp chí Hankyore 21 đăng bài viết về những vụ thảm sát thường dân của lính đại Hàn trong chiến tranh Việt Nam. Bài báo làm cho tôi bị sốc và vô cùng xấu hổ. Theo chúng tôi, những sự thật đó phải được vạch rõ. Chúng tôi yêu cầu chính phủ Hàn Quốc phải có ý kiến, phải công bố sự thật một cách minh bạch và phải chấp nhận sự thật đó. Nhưng đến nay, chính phủ Hàn Quốc vẫn im lặng. Dù sức lực có hạn, nhưng chúng tôi cũng xin góp phần vạch rõ sự thật và hy vọng sang thế kỷ 21, Việt Nam và Hàn Quốc sẽ trở thành bạn bè chân chính của nhau. Từ hy vọng đó, chúng tôi tới Việt Nam. Xét về lịch sử, thì thế hệ trẻ Hàn Quốc không có nợ nần gì với Việt Nam. Họ không thể chịu trách nhiệm về những hành vi mà binh sĩ nước họ đã gây ra cho thường dân vô tội. Thế nhưng, họ đã tự nhận lấy chén đắng do thế hệ trước để lại. Bằng thiên lương của mình, họ đã đến Việt Nam, góp sức vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh, đứng lên nói lời xin được tha thứ và kết tình bè bạn. Việc làm của họ bước đầu cho chúng ta hiểu được Hàn Quốc có nghĩa là gì và như thế nào mới là lớp trẻ Hàn Quốc. Cô Su Yang tâm sự với chúng tôi. Lập trường của chính phủ Việt Nam hiện nay là khép lại quá khứ hướng tới tương lai. Nhưng theo tôi, lịch sử không bao giờ tự khép lại. Giống như sự kiện Ngô Gun Lee ở nước tôi, 50 năm sau, nhân dân mới bắt đầu tính sổ. Tôi cho rằng quá khứ chỉ có thể được khép lại bằng những nỗ lực chân chính của chúng tôi. Về vấn đề này, ông Nguyễn Thành Quang, Chủ tịch tỉnh Phú Yên cho biết. Theo tôi đây là một cái tồn tại lịch sử rất đau buồn, mà việc giải quyết phải từ hai phía, chứ không thể đơn phương từ một bên nào. Đảng và nhà nước Việt Nam đã có một cái chủ trương là xếp lại quá khứ, hướng về tương lai. Và do vậy cho nên mặc dù những người dân của Phú Yên, những nạn nhân, thân nhân của những nạn nhân đó, họ rất là đau buồn, thậm chí họ còn căm thù. Nhưng mà nghe theo lời của chính phủ, của đảng, thì họ cũng xếp lại những cái đau buồn đó để hướng tới một cái tương lai tốt đẹp. Về phía Hàn Quốc, chúng tôi nghĩ rằng người Hàn Quốc cũng có kinh nghiệm giải quyết vấn đề này đối với Mỹ, thì tin chắc rằng người Hàn Quốc cũng sẽ có những cái kinh nghiệm để giải quyết vấn đề này đối với Việt Nam. Và tôi cho rằng cái hành động của cô sinh viên cô Su Yong là một cái điển hình hết sức tốt. Và bằng những cái hoạt động như thế thì mới hòa giải được, mới gỡ bỏ được những nỗi đau trong quá khứ để đưa hai dân tộc xích lại gần nhau. Trong những ngày chữa bệnh cho nhân dân Sơn Tịnh, đoàn nha sĩ Hàn Quốc thay nhau đi thăm những nơi xảy ra thảm sát. Cùng đi với đoàn còn có nhiều cựu chiến binh Hàn Quốc. Họ đến để hối hận trước những lỗi lầm đã qua. Ông Kim Du Hoang nói với chúng tôi. Là một cựu binh Hàn Quốc khi chiến đấu, tôi từng nghe loáng thoáng ở đâu đó có xảy ra những vụ thảm sát. Nhưng trực tiếp đến đây, tôi vô cùng ngỡ ngàng trước những sự thật mà binh sĩ Hàn Quốc đã gây ra cho thường dân trong chiến tranh Việt Nam. Tôi đã đặt vòng hoa, thắp nhang trước bia tưởng niệm các nạn nhân. Tôi vô cùng đau lòng và cảm thấy như gia đình mình, nhân dân mình bị giết hại. Hội cựu chiến binh Hàn Quốc xin tạ lỗi trước nhân dân Việt Nam. Bằng nỗ lực của mình, chúng tôi sẽ tìm mọi cách để hàn gắn hậu quả, hàn gắn vết thương cho nhân dân Việt Nam. Những ngày ở Quảng Ngãi là những ngày đoàn trí thức Hàn Quốc cảm nhận được một cách sâu sắc những đau thương mà nhân dân nơi đây phải gánh chịu. Trước những sự thật được chứng kiến tại Sơn Mỹ, bác sĩ Jung Chang-gun tâm sự. Người Mỹ hạnh phúc hơn người Hàn Quốc vì họ đã ghi lại được quá khứ đau buồn do họ gây ra. Họ tới đây để hối hận về những sai lầm của mình.
Chúng tôi bất hạnh hơn người Mỹ vì chưa dựng được một hiện trường lịch sử nào ở đây để có thể tìm đến, hối hận và để được khóc lên. Việt Nam là một dân tộc hiếu hòa và rất khoan dung. Trong lịch sử, người Việt Nam luôn đem sức mạnh của lòng tin để đánh bại kẻ thù có lòng tin sức mạnh. Do vậy mà người Việt Nam luôn tin vào điều thiện nơi con người. Người Việt Nam luôn trân trọng, quý mến tất cả những ai đến giúp đỡ mình từ tình yêu trong sáng. Là một người luôn đấu tranh cho lẽ phải và sự công bằng, Cu Su Yang đang làm tất cả những gì có thể làm được nhằm thực hiện một điều mà thế hệ cô hằng tâm niệm, là góp phần giải quyết những tồn đọng của quá khứ để bước vào thiên niên kỷ mới. Người Việt Nam và người Hàn Quốc chỉ còn nói đến một vấn đề là họ đã làm được những gì cho nhau.